ám ảnh về bệnh tật, những bác sĩ tài năng đầy nhiệt huyết, những nỗi đau được xoa uống thuốc nghề nghiệp và sự hy sinh, sức mạnh của tình bạn, tình yêu. Đây là gốc khuất trong tâm hồn và ý nghĩa đích thực của đời sống bác sĩ. Gia tài lớn nhất của họ là gì? Mời các bạn đón xem Gia tài bác sĩ, thời chiến từ ngày 5 tháng 9 2008, thứ tư 5-6 hàng tuần lúc 18 giờ trên HTV9.